hôm nay tôi sẽ dạy cho các bạn hai vần cũng có âm vần cuối. Đó là bài 87 F F. Bây giờ các bạn hãy lắng nghe cô đọc nha. F trong vần F, âm E đứng trước, âm B đứng sau. E B F F chờ F chép sắc chép chép. Và đây là hình ảnh một con cá, đó là con cá chép. Bây giờ cô đọc lại. F chép cá chép. Tiếp theo là vần F. Trong vần F, âm E đứng trước, âm B đứng sau. E B F sờ ép xếp sắc xếp xếp. Và đây là hình ảnh một chiếc đèn và cô gọi đó là đèn xếp. Bây giờ cô sẽ đọc lại. E B F sờ ép xếp sắc xếp đèn xếp. Như vậy là cô vừa giới thiệu với con hai vần, đó là vần F và vần F. Còn những từ ứng dụng mang vần F, F mà hôm nay cô vừa dạy. Cô mời các bạn đọc thật. Cô cảm ơn các bạn. Bây giờ các bạn lắng nghe cô đọc nha. Lễ phép. Thế bạn nào cho cô biết trong từ lễ phép tiếng nào mang vần F? Con nói rất là chính xác, đó là tiếng phép. Và lễ phép là một hành vi mà tất cả những trẻ con cần nên có. Và những bạn nào lễ phép thì được người lớn rất là thương mến. Từ tiếp theo, cô mời các con quan sát bức tranh trên bảng. À, các con thấy các bạn gái này như thế nào? À, bạn rất là xinh đẹp phải không nào? Và cô có từ xinh đẹp. Trong từ xinh đẹp, tiếng nào mà phần F hôm nay cô dạy? Đó chính là tiếng đẹp. Cô cảm ơn con. Cô đố các bạn, đây là gì nào? Bạn nào biết? À, con nói rất là chính xác. Đây là hình ảnh gạo nếp. Và gạo nếp người ta thường dùng để nấu xôi đó các con. Các con đã từng ăn xôi chưa nào? À, cô cảm ơn các con. Đây vẽ gì nào? À, con nói rất là chính xác. Đây là bếp lửa. Và trong từ bếp lửa thì tiếng bếp mang vào bếp hôm nay cô dạy. Sau đây các con hãy lắng nghe cô đọc lại bốn từ ứng dụng nha. Từ đầu tiên, lễ phép, xinh đẹp, gạo nếp, bếp lửa. F chép cá chép. F xếp đèn xếp. Lễ phép, xinh đẹp, gạo nếp, bếp lửa. Sau đây cô mời các con hãy quan sát bức tranh trên mặt hình. Bạn nào hãy cho cô biết tranh vẽ gì nào? À, cô đồng ý ý kiến của con. Bức tranh này vẽ cảnh đàn cò, đồng lúa. Và đây là hình ảnh người nông dân. Sau đây cô có đoạn thơ minh họa cho nội dung bức tranh trên. Bây giờ các con hãy lắng nghe cô đọc nha. Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn. Cánh cò bay lạ dọc dền, mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Sau khi các con lắng nghe cô đọc thì các con hãy cho cô biết trong đoạn thơ trên tiếng nào mang vần hôm nay cô dạy. Cô cảm ơn các con. Con nói rất là chính xác, đó là tiếng đẹp mang vần S hôm nay cô dạy. Bây giờ cô mời cả lớp chúng ta hãy đọc theo từng dòng thơ theo sự hướng dẫn của cô nha. Thank you.
Rồi chúng ta cùng nhau đọc lại đoạn thơ này nha các con. Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn. Cánh cò bay lả dập dờn, mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Cô cảm ơn các con. Cô vừa giới thiệu các con cách đọc vần S, vần ế. Vậy vần S và vần ế viết như thế nào các con? Sau đây cô sẽ hướng dẫn các con viết vần S và vần ế. Đầu tiên các con sẽ đặt bút giữa dòng đi một. Các con viết con chữ E, nói liền con chữ P, điểm dừng bút trên đường ly 2. Như vậy cô vừa hướng dẫn các con chữ ghi vần S. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các con chữ ghi vần S. Các con cũng đặt bút giữa dòng ly 1. Các con viết con chữ E, nói liền con chữ P, điểm dừng bút trên đường ly 2, nhấc bút viết dấu mũ trên con chữ E. Thành. Tiếp tục cô sẽ hướng dẫn các con chữ chữ cá chép. Các con sẽ đặt bút giữa dòng ly 2. Các con viết tiếng cá, khoảng cách một con chữ O. Các con viết chữ chờ, nói liền vần S, điểm dừng bút trên đường ly 2. Các con nhấc bút viết dấu sắc trên con chữ E. Như vậy là cô vừa hướng dẫn các con viết từ cá chép. Và cuối cùng là từ đèn xếp. Các con cũng đặt bút trên đường ly 3, viết cho cô tiếng đèn. Khoảng cách một con chữ O, các con ghi cho cô chữ sờ, nói liền vần S, điểm dừng bút trên đường ly 2, nhấc bút các con viết dấu mũ của con chữ E và dấu sắc trên đầu chữ E. Như vậy là cô vừa hướng dẫn các con cách ghi vần S, vần ế, cá chép và đèn xếp. Sau đây hoạt động cuối cùng của chúng ta đó là chủ đề luyện nói, xếp hàng vào lớp. Và đối với chủ đề này thì ở nhà các con có thể nói với anh chị các em con nghe về chủ đề xếp hàng vào lớp. Sau bài học ngày hôm nay, cô có một yêu cầu nho nhỏ dành cho lớp chúng ta, đó là phiếu bài tập. Các con về nhà đọc kỹ phiếu trên đây. Trên đây gồm có 3 bài. Bài thứ nhất là bài nói. Để thực hiện được bài này thì các con cần đọc kỹ nội dung của từng cụm từ ở cột A và nội dung của cụm từ ở cột B. Các con nói sao cho phù hợp. Bài 2 yêu cầu các con điền vần S và vần F. Để làm được bài này, các con cần đọc kỹ những từ đã có và các con điền cho phù hợp. Và sau khi điền xong, các con nhớ đọc kỹ xem mình đã làm đúng hay chưa. Và bài cuối cùng đó là bài vần phần viết. Các con sẽ viết vần S, vần ép, cá chép và đèn xếp. Đối với bài này, cô có một yêu cầu dành cho các con là các con cần rèn đúng độ cao, đúng khoảng cách, nói nét của từng con chữ. Sau khi các con viết xong 3 bài này, các con nhờ ba mẹ mình kiểm tra lại bài cho thật kỹ. Và cuối cùng nói ba mẹ là chụp bài này gửi qua Zalo cho cô nhé. Cô rất hy vọng nhận được bài tập của các con. Và yêu cầu cuối cùng là các con sau khi làm bài này xong, các con hãy mở sách giáo khoa ra và đọc xem trước cho cô bài ít ức. Thân ái chào tạm biệt các con.